thịt gà là một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở Burkina Faso. Gà ở đây còn được gọi với một cái tên vô cùng độc đáo là gà xe đạp. Sở dĩ chúng được gọi như vậy bởi chúng thường được vận chuyển bằng xe đạp, có lúc 50 con được chất lên cùng một chiếc xe. Gà nào mà chẳng là gà? Những người dân ở vùng Sahel ở Burkina Faso lại không nghĩ như vậy. Gà ở đây rất ngon. Chúng tôi hay tụ tập bạn bè ăn cùng với nhau. Hương vị của nó thật sự khác biệt và tuyệt vời hơn so với những giống gà khác. Bởi được nuôi tự nhiên, nên chúng tôi có thể thưởng thức mà không lo gây hại đến sức khỏe. Người dân ở Burkina rất tự hào về giống gà này. Họ cho rằng thịt gà này rất thơm ngon và có lợi cho sức khỏe. Nó xứng đáng được công nhận danh tiếng. Và đó cũng chính là lý do khiến chính phủ bắt tay vào thực hiện đăng ký thương hiệu. Nhưng chọn cái tên gì? Cuối cùng thì họ nghĩ ra cái tên gà xe đạp, bởi lẽ chúng thường được người dân vận chuyển bằng xe đạp hoặc xe máy, có khi tới 50 con buộc trên chiếc xe trong những chiếc bu như thế này. Nhà cung cấp Iris Guido cho biết, gà xe đạp được nuôi đến khoảng 8 tháng tuổi thì được mang ra thị trường tiêu thụ, trong khi gà siêu thịt chỉ cần nuôi tới tối đa là 40 ngày tuổi. Gà siêu thịt được nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên rất béo và khi ăn nhiều sẽ dễ gây bệnh, còn gà xe đạp thì không như vậy. Ngành kinh doanh gia cầm đang phát triển mạnh mẽ ở Burkina Faso. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên Động vật, ở hai thành phố lớn nhất nước này là Ouagadougou và Bobo-Dioulasso, khoảng 130.000 con gà được giao mỗi ngày cho các nhà buôn, nhà hàng và khách mua lẻ. Đối với những người chăn nuôi gà xe đạp, kế hoạch đăng ký thương hiệu gà là một giấc mơ chưa thành hiện thực. Trước đây, người dân và các nhà kinh doanh gà và sản phẩm từ gà buộc phải bán với giá thấp để cạnh tranh với gia cầm nhập khẩu. Nếu có đăng ký thương hiệu, món gà này sẽ khẳng định được chất lượng vượt trội và có thể bán với giá cao. Bằng cách biến gà xe đạp trở thành một thương hiệu gà chính thức, các quan chức của Burkina Faso hy vọng sẽ giúp ngành công nghiệp này phát triển hơn nữa. Chúng tôi hiện đang trong quá trình làm thương hiệu, hiện chưa hoàn thành và cần thời gian, còn có rất nhiều việc phải làm cả về phía chính quyền cũng như người nuôi gà. Chúng tôi đang gặp gỡ tất cả mọi người để làm sao sau đó có thể chính thức công nhận thương hiệu gà xe đạp này. Nếu ngày hôm nay gà xe đạp được đăng ký thương hiệu, đó sẽ là điều tuyệt vời cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người tiêu dùng như chúng tôi nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung. Một con gà xe đạp trưởng thành được bán với giá từ 6 đến 8 đô la Mỹ tùy cân nặng.